ca sĩ Thu Hương. Và như chúng thấy là các bạn, ban tổ chức cũng rất là tỉ mỉ, chú đáo sắp xếp cái hành trình đi vào và phỏng vấn nó rất là logic và thân thiện với tất cả mọi người tham gia. Sự đồng hành hôm nay thì có gì đặc biệt hay không? Và những chương trình thì chị cũng khá là bất ngờ khi thấy là đến đúng giờ thì các bạn đã rất là sẵn sàng và các nghệ sĩ chúng ta cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là có những ca sĩ, những nhân vật mà chị tuổi thơ của chị cũng đã rất là thích và ngưỡng mộ, như là chị Thu Hương vừa nãy, là ca sĩ Thu Hương. Và chị cũng thấy là các bạn, ban tổ chức cũng rất là tỉ mỉ, chú đáo sắp xếp cái hành trình đi vào và phỏng vấn nó rất là logic và thân thiện với tất cả mọi người tham gia. Sự đồng hành hôm nay thì có gì đặc biệt hay không? Và những cột mốc nào đáng nhớ với một cái hành trình cũng Ngôi Sao Của Năm năm nay thưa chị ạ? Với vai trò là nhà tài trợ và sẽ trao cái hạng mục cho Hot Hit đó, thì chị cảm thấy rằng đây là một cái, thực sự đây với doanh nghiệp của chị thì đây là một cái điều rất là mới mẻ. Tuy nhiên cái thông điệp mình muốn truyền qua cái việc mà JCB tham gia vào sự kiện này, đó là đối với các bạn trẻ, các bạn